gì nhỉ? Trò gì con không biết tên. Các con thử đặt tên cho nó xem nào. Trò quay cầu. Quay cầu. Trò quay cầu bị đứt. Trò quay cầu bị đứt. Không phải con. Đợi đã con. Đi không? Bước cẩn thận con nha. Tôi và John đang chơi ở khu du lịch sinh thái Sàn Mõm. Bản Ròm Sóc Bản Sơn. Bản Ròm Sóc Sơn à? Bản Ròm. Bản Ròm à? Sơn. Ra Linh kìa. Ngã con. Ra Linh cẩn thận con. Chơi lại. Cẩn thận nha. Khu du lịch sinh thái Bản Rõm, Sóc Sơn, Hà Nội. Phải ra tốt kia trượt. Xong rồi lại quay lại. Thi đi. 5 lần làm 5 lần 1 lần rồi nhá. Hai người kia chưa được lần nào. Nhiều trò chơi cho trẻ con. Rất nhiều cây, không khí mát mẻ. Trò gì đấy con? Luôn luôn là rất rộng. Đây chỉ là một góc của khu du lịch thôi. Trên này có đồi thông. Không ngã con. Dân có nóng không? Không. Nóng thì cởi áo nha. Gia Linh đi chơi có thích không? Một bạn nhỏ. Khá là đông. Thôi được rồi, rồi ra đu ở cái này đi con. Rồi, mẹ tôi ra đu ở cái này nghỉ ngơi đi. Nào. Mẹ đông con. Mẹ còn nhìn thêm một cái cầu cái cả thì đã đi cái cầu đấy nữa. Dạ. Con gọi em John và Gia Linh ra đây chơi đi. Linh An ơi. Mẹ nhìn thấy rất là nhiều trò đấy, con nhìn đằng sau con có rất nhiều trò luôn. Con thử chơi những trò đấy đi. Trò gì đấy mẹ? Mẹ cũng chẳng biết gọi nó là gì nữa. Chắc là qua cầu. Đi đi. Không phải cái đấy đâu, con đi đi bộ nó ra đấy. Đi ở trên cái cầu đấy, đây là trò thăng bằng. Trò thăng bằng đấy con phải giữ được thăng bằng để đi ra đầu bên kia. Thế mới là giỏi. Con thử đi. Trò thăng bằng con chỉ thăng bằng được dây đàn thôi. Nhưng mà cái này gọi là thử thách. Mình thử xem khả năng của mình đến đâu. Con nghe chưa đi được một nửa. Đấy. Cứ một đi tôi làm gì?
lên. Cố lên nào. Bạn Dô đang chơi trò thăng bằng. Giơ hai tay sang ngang con. Đấy chắc nhạc sĩ mới làm được mẹ. Đầu hàng rồi à? Cái này có cái xa hơn này. Lúc đấy mà con không nhảy xuống là thua. Ừ. Nào bây giờ mình sẽ chơi các trò ở đây đi con. Con thử lại. Đây thử cái này dài lắm, con có làm được không? Cái cầu này rất là dài.